Xin chào cả nhà, Quỳnh rất vui khi được gặp lại cả nhà trong video mới này. Hôm qua ngày 2 tháng 4 năm 2023 diễn ra lượt trận thứ 4 tại vòng loại U19 quốc gia 2023. Đương kim vô địch U19 Hà Nội khởi đầu với 5 điểm sau 3 trận, trong đó có 2 trận hòa và 1 trận thắng, tạm bị tụt lại trong cuộc đua với Đông A Thanh Hóa và Viettel ở bảng A. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã chứng tỏ lại bản lĩnh ở lượt trận thứ 4 chiều qua ngày 2 tháng 4 trên sân Viettel, khi giành chiến thắng sít sao và đầy khó khăn 3-2 trước đội đầu bảng và cũng là đối thủ trực tiếp Đông Á Thanh Hóa. Chính chiến thắng quan trọng này giúp đội bóng thủ đô tìm lại chính mình và nuôi hy vọng sẽ giành một trong hai suất đầu bảng này đi vòng chung kết, cho dù ở lượt về vẫn còn nhiều cam go phía trước. Chiến thắng 3-2 phải gọi là khá may mắn cho U19 Hà Nội vì ngay phút thứ 5, Đông Á Thanh Hóa chỉ còn 10 người do Nguyễn Đức Tùng dùng tay ngăn cản cú sút của các cầu thủ thủ đô. Trọng tài Đỗ Khánh Nam ở vị trí thuận lợi đã không ngần ngại thổi phạt 11m và truất quyền thi đấu của Đức Tùng. Tiền vệ Nguyễn Trung Thành không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U19 Hà Nội. Quá thuận lợi sau khi dẫn bàn, đội bóng của trưởng đoàn Nguyễn Giang Đông ao ao tràn lên tấn công và có thêm bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 9 do Lê Chí Phong ghi. Bàn thua này khiến huấn luyện viên Tanasijevic Svetislav của Đông Á Thanh Hóa nổi nóng phản ứng gay gắt với trọng tài và phải nhận thẻ vàng. Dẫn trước 2-0, U19 Hà Nội chơi có phần chùn xuống, chủ động kèm tốc độ để giữ an toàn thế trận, thậm chí bị 3 thẻ vàng trong hiệp 2 để ngăn cản cơ hội của Đông Á Thanh Hóa bằng những pha vào bóng liều lĩnh và trì hoãn trận đấu, tất cả nhằm để bảo vệ thành quả. Trong khi đó Đông Á Thanh Hóa rất nỗ lực, đã lần lượt rút ngắn được khoảng cách khi Trương Thanh Nam và Hà Minh Đức ghi bàn, nhưng Hà Nội vẫn duy trì được ưu thế khi có thêm bàn thắng của Hoàng Trung Kiên. Thắng trận 3-2, U19 Hà Nội có 8 điểm bám sát Đông Á Thanh Hóa 9 điểm. Trận còn lại Viettel thắng Công an Hà Nội 1-0 do Phạm Văn Phong ghi từ chấm 11m nên đội chủ nhà Á quân U19 đã vươn lên dẫn đầu với 10 điểm.
chàng trai công nhân cùng bà hàng cá, cụ bà hưu trí phải chị hàng hoa, con dân quê ta cùng chung mái nhà. Hò gió, hò gió cùng yêu bao la, bao cổ động viên tiếp sức nơi nơi. Ông bố tôi hàng đêm thao thương và mẹ chức một hướng đi chung, đoàn kết đồng lòng vì tình yêu bóng đá.